Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 26, tập cuối. Nguyệt nghe anh người Mỹ hỏi: "Bây giờ mình uống cái gì đây?" Nguyệt trả lời gần như ranh mãnh: "Phần tôi một ly rượu mạnh." Chàng trai lừ mắt: "Tôi không thích em như vậy. Mình đâu có cần đến một sự lãng quên quá độ để có thể trở thành một thứ tự tử chậm, một thứ điên cuồng thầm. Không, tôi muốn mình có được một sự lãng quên vừa đủ. Phải, một sự lãng quên dịu dặt, lân lân." Anh ta bật cười thích chí, nói tiếp: "Như vừa đủ say say đó em. Và rượu mạnh là điều tối kỵ." "Có lẽ ông hơi tham lam." "Tham lam? Ông muốn còn có đủ sự tỉnh táo." Chàng trai nhíu mày như để nghe ngóng chính mình, rồi phì cười: "Em nói cũng có phần đúng. Em say ly bì nằm lăn ra đó, và thôi cũng ngã nghiêng như thế đó nữa, thì đáng sợ, đáng tởm quá. Trên đó tôi không còn là tôi, mà em cũng không còn là em nữa. Tôi sẽ như một tên say thô bỉ mà chắc có lúc em có dịp gặp trên hè phố. Và em như, xin lỗi em, như một thứ gái chỉ có thể dành được cho thứ sai đó." Anh ta lắc đầu như đang cố xua đuổi một hình ảnh kinh tởm gì ghê gớm lắm. "Không, không đời nào tôi chịu như vậy. Và chắc em cũng không chịu như vậy nữa. Dẫu thế nào đi nữa, mình cũng đang bắt đầu một cuộc đời mới. Màn ưng ý hay không, mình cũng phải đi tới nữa. Như vậy tại sao chưa chi cũng lại muốn chôn vùi tất cả, để rồi cả hai cùng ngập lạnh luôn trong một thứ tuyệt vọng kỳ quặc và oan uổng ấy. Dẫu bị đặt giữa những thành kiến khắt khe nào đi nữa, em cũng vẫn là một phần tử của loài người. Tôi đây cũng thế. Tại sao em lại muốn bắt ép tôi phải theo đúng mẫu mực của một tên say lạ xứ ngất ngưỡng ngoài phố? Và tại sao em lại bắt ép em phải chán trường như một cô gái làng chơi não nề nhất? Ít ra trong bốn bức tường này, mình cũng còn có quyền sống như những con người, còn đầy đủ tim óc. Phương chi mình vốn là những kẻ chắc không bần túng về mặt tim óc đó." Nguyệt nhìn lên và bắt gặp đôi mắt xanh biếc của chàng trai. Nó có vẻ vừa chân thành vừa ngây thơ một cách kỳ lạ. Cô phá lên cười và nói: "Tôi không hiểu sao một người như ông còn có thể sử dụng được những thứ máy móc phiền phức của thứ phi cơ tối tân." Chàng trai có vẻ xúc động mạnh. Anh ta nhìn sững Nguyệt và reo lên: "Tôi coi đó như là một lời khen của em. Lời khen đầu tiên và rất cần thiết cho tôi." Nguyệt mỉm cười, vẻ mặt vừa điềm đạm vừa bao dung. Vẻ mặt của người lớn, của một người tưởng chừng mình như có số tuổi gấp đôi anh chàng kia vậy. Và cô nhỏ nhẹ nhắc anh ta: "Thôi, lo kiếm cái gì uống đi chứ. Nói nhiều không thấy ráo cổ hay sao?" Chàng trai hâm hở gật đầu: "Tôi đã nghĩ ra một thức uống thích hợp rồi. Đó là một thứ rượu khai vị của Pháp." Và anh ta lật đật bước thẳng lại chiếc tủ lạnh đặt khuất trong góc phòng. Chỉ trong một thoáng sau, anh ta trịnh trọng mang lại một cái khay trên có một chai martini và hai chiếc ly trong suốt. Nguyệt ngồi ngay ngắn lại khi chàng trai kia đặt chai rượu xuống chiếc bàn thấp ngay trước mặt mình. Lúc này cô có vẻ như đang thích thú trông đợi được uống thứ rượu kia vậy, và làm như không hề hay biết đến những gì có thể xảy ra khi những cốc rượu đã rơi. Nguyệt thoáng nhăn mặt khi mới làm quen với hớp rượu đầu tiên, và anh chàng kia còn nhăn mặt nhiều hơn Nguyệt nữa khi nhìn thấy thế. Anh ta chặt lưỡi bảo Nguyệt: "Em làm như uống thuốc vậy." Nguyệt chẳng nói chẳng rằng ực cạn một ly nhỏ, đoạn ung dung chìa chiếc ly không ra để ngỏ ý dục chàng trai kia rót thêm cho mình. Chàng trai lừ mắt: "Tôi không yên tâm được khi
khi em có vẻ như một phi công kamikaze Nhật đang sắp sửa lao máy bay của mình vào tàu địch như thế. Nguyệt mỉm cười lắc khẽ tay cầm ly. Ông cứ rót thêm cho tôi đi, tôi chỉ bay lượn chứ không dám chúi nhủi xuống đâu. Mà ông cũng uống đi chứ, ông không nên ăn gian tôi bằng cách cứ đứng vững dưới đất để canh chừng tôi từng chút một. Và để cho có sự công bằng, ông phải uống gấp đôi. Chàng trai tươi tỉnh trở lại khi nghe Nguyệt nói đùa như thế. Anh ta sốt sắng rót rượu thêm cho Nguyệt và cười nói, tôi thì uống hết chai này cũng chẳng sao. Nguyệt lừ mắt, nói vậy tôi lỗ hơn ông à. Chàng trai làm mặt nghiêm, em có thể không uống một giọt rượu nào cũng được mà. Nguyệt nhoẻn miệng cười, thôi được, tôi chỉ lo phần tôi. Dứt lời, Nguyệt lại nâng ly rượu lên miệng, nhưng anh chàng ta vội níu tay cô giữ lại. Và với một vẻ mặt nghiêm khắc, anh ta dịu dàng nhưng cương quyết tước ly rượu ra khỏi tay Nguyệt để đặt nó xuống khay. Một ly rượu đầu cũng đủ làm cho Nguyệt cảm thấy đầu óc lơ mơ. Cô cố nhớ lại những lần gần gũi thân mật với Hải, nhớ đến những giây phút nóng bỏng của thèm muốn không thôi. Cô muốn nhen nhúm lại sự thèm muốn ấy trong cơ thể của mình để có thể mạnh dạn và mù quáng đeo đuổi đến cùng cuộc gặp gỡ với anh chàng này ngay trong đêm nay. Sức nóng của rượu đã bắt đầu làm cho mắt Nguyệt khoa lên một cách kỳ thú, và Nguyệt có cảm giác như có cả triệu ức mũi nhọn li ti đang xăm xăm trên da thịt mình. Nguyệt muốn gấp chặt đứt hết mọi thứ dây cương từng ràng buộc nhục thể mình để phi nước đại vào một sự cuồng loạn kinh khủng nhất. Nguyệt chỉ muốn nghĩ đến những điều ấy như một con hổ cái lồng lộn thét gào giữa những bụi rậm trong rừng sâu. Chàng trai hớp từng ngụm rượu nhỏ, mắt không rời nhìn Nguyệt. Anh ta vừa buồn phiền cho Nguyệt mà cũng vừa muốn chồm tới ôm nghiến lấy người con gái kỳ quặc ấy để khỏi phải còn đắn đo thắc mắc gì nữa. Gian phòng trở nên yên lặng lạ thường, và tiếng máy lạnh xè xè và với đôi người canh chừng nhau đó. Nhưng rồi anh chàng kia cũng để cho ánh mắt long lanh vì rượu đến gương mặt ửng hồng kia lấn áp, và anh ta phải vội uống một hơi cho cạn cốc rượu như để nhờ chất men quá dịu ấy cho mình thêm can đảm. Anh ta nhìn kỹ Nguyệt hơn và cảm thấy ngây ngất, y như mình cũng đang say lơ mơ thật. Nguyệt dựa người lên thành đi văn, mặt hơi ngước lên cho dễ thở, như một giống mèo nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Chàng trai kia ngồi xuống sát một bên cạnh Nguyệt. Nguyệt vẫn tỉnh bơ như không, tỉnh bơ trong sự lơ mơ vì men rượu thì đúng hơn. Lúc này điệu bộ của Nguyệt thật tình đã chọc tức chàng trai khỏe mạnh kia. Anh ta cười khẽ và chọn lựa trước một cử chỉ âu yếm mà mình sắp sửa phải có đối với cô gái đang ngồi dựa ngựa ấy. Nguyệt liếc chừng anh ta và không khỏi run sợ ngang, như một người chợt sực tỉnh. Nguyệt ngồi thẳng lại, co ro người cho nhỏ thêm. Chàng trai như đang ở trên một cái đà, hết thể dừng lại được, nhích người tới để ôm vòng lấy tấm thân nhỏ nhắn ấy. Anh ta muốn ôm nghiến lấy nhưng không đành tâm làm như thế. Anh ta chợt ngừng tay trên tấm lưng cong rút lật kia và lên tiếng hỏi Nguyệt như cốt để cho đỡ trơ trẽn. Cái gì hơi lùi xuôi ở đây hả em? Nguyệt vẫn ngồi thẳng người như một con bệnh đang chịu đựng sự nghe khám của một bác sĩ và đáp nhanh. À, theo đó mà. Chàng trai cười sượng. Theo gì lớn quá vậy? Chắc ông không thích như thế phải không? Chàng trai cười tự nhiên hơn. Cố nhiên là nó làm mất vẻ đẹp. Nguyệt thở dài sườn sượt khi nghe lại câu quen thuộc ấy ngay vào lúc này. Theo phỏng đó mà, trong cái vụ đồng xoài. Chàng trai rụt nhanh tay ra như vừa sợ phải lửa bỏng và rên rỉ kêu lên như chính anh ta vừa bị phỏng nặng. Trời ơi, em bị như vậy nữa sao? Nguyệt mỉm cười. Có gì lạ lắm sao ông? Chàng trai nhăn nhó. Em không biết rằng tôi cũng có mặt ở trên đó nữa sao? Nguyệt dịu dàng. Bà Sáu có nói, và hình như ông chú ý đến tôi một phần lớn cũng vì xuất xứ đồng xoài của tôi chứ gì. Chàng trai hớt hải gật đầu. Đúng như vậy. Nguyệt mỉm cười. Thì tôi đây nè, ông được hài lòng rồi còn gì nữa. Chàng trai nhìn xuống lưng Nguyệt, giọng khổ sở. Nhưng còn vết sẹo kia? Đó là một thứ dấu hiệu đồng xoài mà ông vẫn hằng chú trọng đến. Tôi cũng như một món hàng chánh hiệu mà. Chàng trai quắc mắt. Lúc này em đừng nói vậy chứ. Em không biết là tôi đang tha thiết với em ghê gớm sao. Với tôi giờ đây,
Dấu phỏng trên lưng em quả là một thứ dấu chỉ đẹp mà chỉ em mới có, và chỉ có tôi mới chuộng. Càng nói chàng trai càng trở nên say sưa hơn. Tôi muốn nhìn tận mắt vết phỏng ấy để hôn lên nó. Hằng ngày nhìn thấy em, nhìn thấy nó, tôi mới có được thêm sự thánh thơ trong tâm hồn. Tôi biết chắc được là tôi có thể đem cả cuộc đời mình ra để ve vuốt vết phỏng đau thương ấy. Nó làm cho tôi quên được tiếng phi cơ phản lịch bay xé trời, cũng như mình đang ở trong phòng kính này, nhìn ra ngoài còn thấy ánh đèn xanh đỏ trên một phi cơ nín lặng bay vút qua. Thật tôi không ngờ là mọi việc xảy đến cho tôi một cách quá tuyệt diệu. Tôi mang ơn em rất nhiều. Nguyệt làm ra vẻ nhíu mày. Mang ơn tôi? Chàng trai mỉm cười bao dung. Phải, em không hiểu được đâu. Em chỉ nên biết rằng với em tôi tìm được một sự thanh thản của tâm hồn và cảm thấy tin tưởng ở cuộc đời hơn. Như vậy thôi mang ơn em là hợp lý lắm chứ, còn gì nữa? Nguyệt cũng mỉm cười, và cũng là thứ mỉm cười bao dung. Nguyệt hiểu được sự kích động của anh ta trước vết phỏng của mình, nhưng vẫn xem thái độ sôi nổi của anh ta mang nặng vẻ nghi ngô thơ dại. Như rất được hài lòng và muốn tự thưởng mình, chàng trai hâm hở vớ lấy chai rượu, rót tràn miệng ly rồi nốc cạn. Anh ta đặt mạnh chai và ly lên mặt khay, đoạn nhoài người để ôm nhẹ lấy Nguyệt, cúi đầu hôn dài lên lần áo phủ bên trên vết thẹo phỏng. Nguyệt ngồi thẳng cứng người lại. Chàng trai nghiêng đầu để ngó xéo lên và bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của Nguyệt. Anh ta có vẻ gượng nên cũng ngồi ngay ngắn trở lại. Anh ta nhìn quanh nhìn quẩn gian phòng rồi rụt rè quay lại hỏi Nguyệt. Hình như ánh đèn trong phòng quá sáng phải không em? Nguyệt dư biết anh ta đang nghĩ đến điều gì. Cô lập cập gật đầu. Chàng trai nhìn kỹ Nguyệt rồi trách nhẹ. Sao em có vẻ kinh hãi? Ban nãy em hâm hở lắm mà. Và chính em đã... Nguyệt nói khỏa lấp đi. Không, tôi như thường mà. Chàng trai chậm rãi lắc đầu. Thiệt tôi không hiểu nổi em. Nguyệt gượng cười tươi. Thôi có gì đâu mà không hiểu. Ông có tắt đèn. Chàng trai ngắt lời Nguyệt. Đúng là em sợ hãi. Tôi tưởng dù sao thì em cũng quen với bà Sáu và... Không phải tôi dám tò mò điều gì, nhưng chắc em cũng đã từng... Nguyệt gần như quát tháo. Từng sao hả? Chắc không tưởng đâu, hãy quen với bà Sáu thì tôi cũng như bao cô gái khác. Mà ông đã có dịp đến đó dẫn đi để mua vui à? Chàng trai hớt hải. Không phải vậy. Ý tôi muốn nói dầu sao em cũng không xa lạ gì một sự gần gũi như vậy. Nguyệt đỏ mặt rồi cười khan. Nếu được vậy thì tôi cần gì phải hối thúc ông xong trong đêm nay. Tôi không muốn lo âu sợ hãi hoài nên mới nói. Chàng trai há hốc miệng ra lập cập. Ô, tôi tưởng đây chỉ là lần đầu tiên mà em bắt buộc phải làm quen với một người đàn ông khát nước. Tôi tưởng trước đây em quen bà Sáu. Anh ta run run chỉ vào người Nguyệt, hỏi như người sắp hụt hơi. Nói vậy, đây là lần đầu tiên hoàn toàn của em à? Nguyệt bực bội gật đầu. Chàng trai như chưa tin hỏi gặn lời. Nói vậy em còn là con gái? Nguyệt bực tức thêm như vừa nghe một câu ngốc nghếch nhất. Trời ơi, đến lúc này mà ông hỏi tôi vậy sao? Nếu tôi không thế, tôi cần gì phải lo âu phập phòng, và cần gì muốn cho việc này xong xuôi gấp để tôi được rảnh tâm? Chàng trai hãy còn chưa hết sửng sốt. Anh ta vẫn nhìn sững Nguyệt và lắc đầu như không biết nổi sự lạ lùng ấy. Nguyệt khó chịu vì sự lỡ cỡ bất ngờ này. Cô đâm ra cắt cổng. Mà dầu tôi có ra sao đi nữa cũng chẳng có gì thay đổi hết mà. Mặt chàng trai nghiêm lại. Thay đổi nhiều lắm em à. Nguyệt chưng hửng. Thay đổi? Tôi tưởng là ông càng ưng ý thêm nữa chứ. Ông không muốn gần gũi với một cô gái còn trinh trắng hay sao? Nhất là khi ông đã có ý định cưới vợ hẳn hoi, chứ không phải muốn tìm một người đàn bà để giết thì giờ trong những lúc trống trải xa xứ. Chàng trai vẫn nghiêm trang. Đúng như em nói, tôi có ý định cưới em làm vợ đàng hoàng, nhưng tôi không ngờ vấn đề nó lại quan trọng hơn tôi tưởng. Quan trọng? Chàng trai chỉ tay về phía Nguyệt. Thì đó, tôi tưởng em không được như vậy. Coi như thế là một điều xấu à? Ông phải biết rằng tôi đã từ chối. Chàng trai vội vã đỡ lời Nguyệt. Tôi đã nghe bà Sao nói rõ, nhưng tôi cho rằng đó là một lời quảng cáo của bà ta.
Hơn nữa mới đây tôi có hỏi về vấn đề này thì bà ta cũng dám nói cá quyết như lúc đầu. Một người như bà mà còn không dám cá quyết thì tôi làm sao dám tin được. Hơn nữa tôi cũng không mấy quan tâm về việc đó. Tôi không đòi hỏi gì khác hơn là được Diệp quen biết với em và được giúp đỡ em, một nạn nhân của trận đồng xoài. Và nếu tôi có diễm phút hơn nữa thì được em dành cho một chút ít cảm tình. Tôi nói ra đây thì cũng không được lịch sự, nhưng em đã nhờ cây bà sau. Một khi em đã nhờ cây đến bà ta thì dầu em không gặp tôi, em cũng phải gặp một người khác. Nguyệt thở dài. Thì đúng như vậy rồi, tôi có chối cãi gì đâu. Chàng trai hăm hở. Nhưng có chỗ làm cho tôi được phấn khởi rất nhiều là tôi tin được rằng với tôi dầu sao em cũng thấy đỡ nhiều hơn là bắt buộc phải va chạm với một người nào khác. Nguyệt gật đầu. Tôi tin được điều đó. Tôi vẫn cho là tôi gặp được cái may mắn cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng về mặt thực tế, dầu sao tôi cũng đền bù lại cho lòng tốt của ông được đôi chút. Chàng trai nhăn mặt. Em đừng nói thế, đó là điều tôi trọng nhất. Nguyệt cau mặt. Vậy ông muốn sao nữa? Chẳng lẽ ông lại thích một cô gái chán chê như ông có dịp nhờ bà Sáu giới thiệu? Chàng trai có vẻ khổ sở. Em không hiểu. Nay tôi đã rõ em như vậy thì không đời nào tôi lại dám sổ sàn. Nguyệt vội hỏi. Như vậy nghĩa là sao? Hay là ông ngại chuyện trách nhiệm trước pháp luật? Chàng trai lừ mắt. Không đâu em à, tôi muốn bàn tính kỹ lại với em. Trời ơi, nếu đến nước này mà còn bàn tính gì nữa. Mọi chuyện gì thì ông với bà Sáu đã thỏa thuận với nhau hết rồi. Và bây giờ mình chỉ còn tiến hành vài điều khoản đã thỏa thuận. Chàng trai rắn giọng. Mọi sự thỏa thuận ấy giờ đây kể như mất hết giá trị, kể như đương nhiên bị hủy bỏ. Nguyệt trợn mắt. Sao lạ vậy? Nghĩa là ông muốn chấm dứt vụ quen biết này à? Phải. Nguyệt không khỏi mất bình tĩnh. Sau khi không, rồi tôi làm sao hoàn lại tiền nong? Chàng trai bật cười rồi nghiêm mặt. Em vẫn để cái vụ tiền nong đó ám ảnh hoài. Em nghĩ sao về tôi mà lại cho rằng tôi có ý định đòi số tiền chẳng đáng là bao ấy? Tôi nói chấm dứt vụ cũ để mình thảo thuận nhau về vụ mới. Mà lần này chỉ có tôi và em, chứ khỏi qua một kẻ trung gian nào hết. Mình bàn lại. Đúng. Nguyệt ngơ ngác. Coi, còn gì nữa đâu mà phải bàn lại. Còn vấn đề rất quan trọng của em vừa mới cho tôi biết. May cho tôi quá. Nếu một chút nữa là tôi có một hành động thô bỉ nhất mà chắc chắn tôi sẽ ân hận suốt đời. Nguyệt vừa thấm rượu vừa như hỏng chân thêm vì biến chuyển bất thường này, quơ mạnh tay. Thôi, việc gì để mai tính cũng được, tôi đang buồn ngủ đây. Chàng trai nghiêm giọng. Em đừng kiếm cách thoái thác, phải tính ngay bây giờ. Nguyệt cười khẩy. Trời ơi, còn tính khỉ gì nữa, tôi đã ở đây và ông cũng ở đây. Em không nên e ngại gì hết. Và lần này em có thể nhìn thẳng tôi mà nói chuyện. Nói chuyện giữa một người đàn ông và một cô gái, và không có vấn đề tiền nong gì xen vô hết. Nguyệt cựa mạnh người, khó chịu thêm vì phải nghe những lời nói mỗi lúc mỗi chí tình ấy. Giờ phút này Nguyệt càng ngại việc bắt mình phải trở nên sáng suốt, phải bận tâm suy nghĩ. Nguyệt gắt lên. Vậy ông còn muốn bàn tính gì nữa? Cái gì tôi cũng thuận, cũng ừ hết mà. Ông làm cho mọi việc trở nên rắc rối thêm, trong lúc tôi chỉ muốn nó trở thành thật giản dị và được giải quyết một cách nhanh chóng. Chàng trai khẽ gật đầu. Còn một việc quan trọng nữa mà chỉ có tôi với em mới giải quyết được. Việc gì? Chàng trai vừa trìu mến vừa kính nể, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt. Việc mà tôi không ngờ tới, việc em vẫn còn là con gái. Nguyệt bật cười giòn. Ông thiệt ngây thơ. Tôi nói vậy rồi ông tin được sao? Một người ở lò của bà Sáu ra mà ông cũng tin. Chàng trai chầm bẩm đáp. Với ai khác thì tôi chỉ cười và không quan tâm đến một chút xíu nào hết. Nhưng với em tôi biết rằng em nói thật. Em nói thật vì em không cần vịn vào đó để đòi hỏi tôi thêm một cái gì hết. À, bây giờ ông muốn tính thêm khoản đó. Ông là một người sòng phẳng nên ông mới thắc mắc lôi thôi.
y như một người bỗng nhiên mua được một món hàng quá tốt mà lại quá rẻ, rồi đâm thương hại người bán hàng vì nghĩ rằng có lẽ người này tính lầm, tính lộn gì đây, phải không? Và ông muốn hỏi kỹ lại để nếu có sự lầm lộn đó thì ông sẵn sàng đưa thêm cho đủ số. Cố nhiên đây chỉ là một ví dụ, xin ông đừng lấy làm mít lòng. Không phải ông muốn đưa tiền thêm, ông đã nói rõ như vậy rồi. Trong trường hợp này, đúng ra ông chỉ muốn trả đúng giá về mặt tinh thần. Tôi nhận xét như vậy chắc cũng không sai mấy. Chàng trai ngẩng mặt ra một lúc khá lâu rồi căn nhận. Em không nên nói như thế. Nguyệt ranh mãnh. Mà tôi có nói đúng không đã? Chàng trai lại thấy vướng mắt vì tấm thân cao lớn của mình. Anh ta nhăn nhó. Thì cũng đúng, nhưng em nhận xét một cách quá thẳng thắn, quá rắn. Đáng lẽ ra em đừng nói thế. À, ông muốn có một sự mơ mơ màng màng êm dịu, khả dĩ cho mình được một ảo tưởng gì đó. Cũng có như vậy, nhưng việc tôi muốn bàn với em đây lại có phần khác. Tôi được biết qua những lời của bà Sáu là còn có việc mua bán trinh tiết, nhất là giới thương gia tàu thích thế này lắm, để làm ăn phát khởi gì đó. Nay gặp em như vậy, bỗng dưng tôi có thêm mặt cảm là mình đây là chẳng khác gì một thương gia lắm tiền nọ. Ý nghĩ đó làm cho tôi không chịu nổi với chính mình. Nói vậy tôi không trở thành quý giá hơn sao? Có chứ. Nhưng em nên hiểu là không phải vì một sự bày trò rắc rối đó của tàu khóa. Vậy chứ ông muốn gì hơn nữa? Thì như em vừa nói ban nãy. Em nói đúng thật. Tôi muốn có một sự thương lượng giá và trả đủ giá đúng theo cái giá tinh thần đó. Bởi vậy tôi mới cần bàn lại với em. Bàn rồi thì cũng xong trong đêm nay chứ gì? Chàng trai đứng lên, bộ điệu thêm nghiêm trang. Không, em à, không thể nào xong trong đêm nay được. Vì tôi muốn làm tất cả những gì có thể làm được để xứng đáng với em một phần nào. Tôi phải coi em như một cô gái mà tôi đang tiến hành những thủ tục để cầu hôn, rồi để cưới hỏi. Trời, sao ông rắc rối vậy hả? Như vậy không phải tiện và gọn lắm không? Tôi không thể khinh miệt em như thế được. Ít ra em cũng phải để cho tôi tổ chức một lễ cưới. Trời, tôi muốn cho nó thật êm, thật kín bao nhiêu thì ông lại muốn cho nó rình rang thêm. Ông cần gì phải làm vậy chứ? Miễn là tôi hiểu ông là đủ rồi mà. Chàng trai cương quyết lắc đầu. Ít ra mình cũng phải tổ chức một lễ cưới nhỏ trong vòng thân mật. Điều này cũng dễ vì em không có thân quyến ở đây. Tôi đây cũng chẳng có ai khác ngoài một vài người bạn thân. Tôi sẽ cho gia đình tôi biết rõ hết mọi chuyện về em. Nói vậy ông chưa cho gia đình hay biết gì hết về việc cưới vợ à? À rồi chứ. Quyết định lấy vợ bên đây thì đã được thông báo cho gia đình rồi. Nhưng còn trường hợp đặc biệt của em, tôi muốn cho người nhà biết rằng tôi cưới được một người vợ đàng hoàng nhất. Thú thật với em, ở bên nhiều khi người ta có một quan niệm sai lầm về những cô vợ người bổn xứ. Họ tưởng đâu, Nguyệt bật cười, thì cũng như bên này chứ gì. Chàng trai cười theo. Không gắt gao như vậy, nhưng vì mới đây có một vài dư luận cho rằng thứ như tụi tôi chỉ kiếm được vợ trong giới gái lanh nhanh. Tôi muốn khoe cho gia đình biết về trường hợp của tôi. Nguyệt nhún vai. Đó chỉ là nhờ chút may mắn, chứ có gì khác đâu. Nếu ông gặp tôi muộn hơn thì tình trạng của tôi sẽ khác chứ đâu còn như vậy. Chàng trai hâm hở. Nhưng em đã như vậy thì em phải để tôi an mừng chứ. Mỗi lần lúc gần em, tôi càng thêm khám phá ra những sự ngạc nhiên thú vị mới mẻ. Do đó tôi thấy mình càng không thể xem em như bất kỳ một cô gái nào khác được. Em phải để tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ít ra phải như vậy, và phải có hai em của em tham dự. Tôi muốn làm mình là một chú rể thật sự trong gia đình bé nhỏ của em, vì hoàn cảnh đặc biệt của xã hội. Chứ nếu không, tôi còn ao ước được tổ chức một lễ cưới đúng theo nghi lễ và tập quán của xứ sở này. Ngày mai này em nên cho hai em biết rõ điều này đi. Em phải rước chúng ra ngoài trước. Nguyệt lắc đầu nhẹ nhẹ. Xin ông tránh cho điều ấy. Ông cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi hiểu ông, chứ mấy đứa nhỏ kia có lẽ chúng nó sẽ phải ngạc nhiên nhiều. Tốt hơn hết là mình nên để cho chúng có dịp làm quen với ông một cách thuận tiện hơn. Nghĩa là còn có một thời gian nữa. Riêng việc rước chúng ra thì thế nào tôi cũng phải lo. Và bước đầu tiên tôi lo là muốn sao mình nên tính sao cho xong trong đêm nay. Coi bộ cũng khá khuya rồi đó ông. Nguyệt cười buồn ngập ngừng tiếp lời. Tôi biết ông có lòng tốt với tôi ghê gớm lắm, nhưng xin ông thương giùm. Một ngày nào bị trễ thêm là một ngày thêm tôi xốn xang lo lắng. Thú thật với ông đó chẳng khác gì là một thứ hình phạt dai dẳng. Có lẽ là một thứ hình phạt cuối cùng mà tôi phải gánh chịu. Nếu ông có ý định tổ chức một tiệc vui giữa bạn bè thì cũng được lắm. Nhưng vụ này có lẽ mình nên tính trước là hơn. Tính trước để mai mốt đây, một khi ngồi vào bữa tiệc với bạn bè của ông, tôi sẽ đỡ ngượng nghịu khổ sở hơn. Dầu sao tới chừng đó tôi cũng đã quen biết với ông nhiều rồi mà. Và không chừng tôi sẽ còn được một bộ mặt vui vẻ tối cần thiết cho một buổi họp bạn của ông như vậy. Nguyệt mỉm cười nói thêm. Hẳn nhiên là ông muốn giới thiệu cho bạn ông một cô vợ mới, ít ra cũng tươi tỉnh đôi chút. Chẳng lẽ trong lúc đó tôi chìa bộ mặt ủ rũ lo lắng của một kẻ quá lạc lõng hay sao? Chàng trai thở dài. Em nói cũng có chỗ phải. Nguyệt lại dựa người lên lưng ghế như lúc ban đầu, trách nhẹ anh ta. Vậy mà từ nãy giờ ông đã làm loãng cái không khí lơ mơ một cách thầm vô ích. Tôi phải bắt ông rót cho tôi thêm một ly rượu nữa mới được. Chàng trai miễn cưỡng nghe theo, không phải vì muốn chiều Nguyệt mà vì xót thương cho cô ta nhiều hơn. Anh ta cầm ly rượu nhỏ, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Nguyệt và có vẻ như đang cầm một thứ thuốc gì để cho người ốm uống thì đúng hơn. Uống đi em. Có lẽ tôi làm hỏng hết cái không khí thân mật cũ cũng nên. Em nói đúng, có lẽ tôi cần phải trì trí hơn nhiều. Nguyệt hơi nhổm người lên, cầm lấy cốc rượu và uống cạn ly một hơi. Chàng trai trực sẵn để đỡ lấy ly không cất vào chỗ cũ. Nguyệt lim dim mắt lại, hai tay buông thõng, đôi chân hơi duỗi ra. Cô làm ra vẻ như bỏ mặc thân thể mình lại đó và hết còn dòm ngó đến một điều gì khác nữa. Chàng trai nhích lại gần thêm, âu yếm hỏi khẽ. Em buồn ngủ rồi hả? Nguyệt khẽ cựa mình để có thể tuột nằm dài xuống và duỗi thẳng hai chân lên mặt gạch cho được thoải mái hơn. Chàng trai bắt ép mình phải nhìn thẳng lên người Nguyệt như để dần dà mượn những đường nét của dốc dặc ấy, hâm nóng một sự ham muốn. Thật tình anh ta cũng cảm thấy mình bắt đầu lười biếng để cố đeo đuổi những ý định lý tưởng cũ. Như Nguyệt, anh ta cũng muốn cho mọi việc được qua xong trong đêm nay. Đôi lúc anh ta lẩn thẩn tự hỏi, hay là mình đã để cháy lụi hết mọi ham muốn của một tấm thân cường tráng, như một vùng đất xanh cây cỏ chợt đen nám dưới sức nóng của một loạt lửa bùng lên và lan nhanh, như vết thẹo đã làm hỏng mất một khoảng da mịn màng trên tấm lưng thon kia. Anh ta vội rót rượu ra ly để uống cạn đến hai lần. Thứ rượu ngọt này không làm cho nhiệt độ quá trầm xuống trong người anh ta xê xích lên được bao nhiêu. Anh ta nghĩ đến chai rượu mạnh nhưng lại không dám đứng lên lấy. Anh ta vốn sợ mình có một vẻ thô bỉ trước mặt Nguyệt. Và dầu Nguyệt không để ý đến điều đó, trong thâm tâm anh ta cũng hằng ao ước là mình sẽ gần gũi Nguyệt, không như mỗi lần mình đã gần gũi với bao nhiêu cô gái tầm thường khác. Anh ta cũng không muốn chiếm đoạt người con gái đang nằm dựa ngửa ấy như một tay thương buôn ô trọc, tìm hên ở sự tiêu thụ một trinh tiết. Anh ta nhìn kỹ lớp hàng áo dài mà thấy nằm đặc biệt của Nguyệt, làm cho nó sát phủ lên trên những đường nét mời mọc. Anh ta không khỏi bồi hồi xao xuyến khi nghĩ thêm rằng tất cả những gì đang phô bày dưới mắt mình đó đều chỉ riêng dành cho mình lần đầu tiên. Anh ta tự nhủ là mình sẽ nương niu tất cả như phải rón rén cầm trên đầu ngón tay một vật mỏng manh nhất. Rồi anh ta lại ngượng nghịu xấu hổ khi nhìn lại tấm thân to lớn của mình là người từng có nhiều dịp gần gũi đàn bà trên vùng đất xa xôi này. Nhưng giờ đây, anh ta như lúng túng không biết mình phải vai trở ra sao để cho thật gượng nhẹ, thật nâng niu. Anh ké né nhìn lại tấm thân nhỏ bé mong manh kia và chưa chi xót xa trước, dường như mình khó thể tránh được những cử chỉ thô bạo, phũ phàng. Anh ta đứng lên bước lại cửa sổ nhìn xuống đường. Đường phố vắng tanh, giờ giới nghiêm đã đến từ lâu rồi. Anh ta nhìn xuống đồng hồ tay, hơn 3:30 sáng.
chỉ còn 20 mấy phút nữa là hết giờ giới nghiêm. Anh ta đâm ra quýnh ngang và vội trở lại đứng trước chân Nguyệt. Lúc này anh ta biết rõ rằng nếu mình chần chờ thêm nữa thì sẽ phải để lỡ dịp. Dù sau này hai người có gặp nhau nữa thì vẫn phải đương đầu lại với những gì đã xảy ra quanh quẩn trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Và anh ta còn biết thêm là lần sau anh ta cũng như Nguyệt sẽ còn lựng khựng nhiều hơn lần này. Hai người đã biết khá nhiều về nhau và càng cảm thấy thêm ngại ngùng. Anh ta khẽ quỳ xuống bên đi văn, đặt nhẹ tay lên đôi chân duỗi thẳng kia và trìu mến gọi Nguyệt. Em ngủ rồi ha? Nguyệt nhướng mắt lên một cách uể oải. Không. Chàng trai ngây ngô. Chớ từ nãy giờ em làm gì? Nguyệt thoáng mỉm cười. Nằm lơ mơ. Còn ông? Chàng trai nhăn nhó. Tôi quá tỉnh và nghĩ ngợi lung tung đến cả trăm thứ. Nguyệt hơi trề môi. Có lẽ ông chỉ cần nghĩ đến một thứ. Em cũng vậy sao? Nguyệt khẽ gật đầu. Men rượu làm cho thớ thịt làn da của Nguyệt ngây ngây dài dài, với người đàn ông dền dàng nhưng bé con kia. Từ bé con được tác giả để trong ngoặc kép, Nguyệt đã có được sự tinh nghịch quái ác là muốn buông sổ cơ thể mình chồm trọn ra như một con thú đói bị giam giữ từ lâu nay được sống về rừng. Nguyệt muốn trả thù lúc mình đã khổ sở giữ gìn nghiêm ngặt để rồi lại đem vứt ra một cách phí uổng như vậy. Nguyệt cũng muốn trả thù luôn lúc mình sẵn sàng hiến dâng cho Hải mà lại bị nghi ngờ xa lánh. Nguyệt thở mạnh, mở mắt to ra và lúc này cô muốn nằm lăn lên lớp gạch bông lồng lộn như một con mèo đêm rượng con khác giống. Nguyệt muốn nghe tiếng bàn ghế, tiếng chai cốc ngã đổ rỗn rãng trong tầm chân chòi đạp như một cặp mèo hoang cấu xé trên mái nhà và làm rơi đổ từng tấm ngói xúc tuột. Nguyệt buông người và để mặc cho thân mình rơi nặng xuống lòng đi văn. Chàng trai chưng hửng một cách lý thú. Anh ta như quýnh lên vì không biết mình phải bắt đầu như thế nào. Trước mắt anh ta lúc này đây, thân thể người con gái nằm nhễ nhại kia như bó kín bằng trăm ngàn gút mắt mà anh ta không biết phải mó vào đâu để cho tất cả được bật tung. Anh ta nhìn xuống chiếc vạt áo dài trước của Nguyệt, vẹt hất qua một bên như để làm rõ thêm ngấn eo thon, làm no đầy thêm vòng mông và làm suông dài thêm đôi chân duỗi thẳng. Anh ta không khỏi buồn cười vì phải đương đầu với sự rắc rối của quần áo phụ nữ Việt Nam, để càng lúng túng thêm khi nghĩ đến điểm phải bắt đầu. Anh ta lết dọc theo bờ đi văng để ngừng lại ngang người Nguyệt. Môi cô gái mấp máy như đang mơ thầm trong giấc ngủ. Rồi đôi tay cô đập mạnh như đang ngầm kêu gọi một sự cuồng loạn man rợ của các loài thú. Chàng thở mạnh, chống tay trên mép nệm đi văng như con mãnh hổ đã có gọn một con mồi dưới chân mình. Nhưng rồi anh ta phải dùng tất cả sự nương nhẹ, sự khéo léo, một thứ khéo léo nương nhẹ vụng về nhất để đặt tay lên hàng khuy áo mỏng manh kia. Nguyệt hơi cong lưng lên tưởng như để giúp cho hàng áo sớm khỏi vướng mắt, nhưng thật ra chỉ để canh vừa đúng lúc chiếc áo dài vừa tuột khỏi đôi tay hơi ngoặt ra phía sau là cô lăn úp người để nằm sấp xuống. Chàng trai chỉ thoáng thấy chút vải đen của chiếc áo nịt và vết thẹo nám trên lưng Nguyệt. Anh ta khựng lại ngay, y như lần biết đến lúc đầu tiên, qua đầu ngón tay trên lần hàng áo. Anh ta ngồi thẳng người lên nhìn thẳng vết sẹo ấy. Cố nhiên không phải là nó làm cho anh ta mất trớn vì vẻ kém mỹ quan rõ lộ trên làn da trắng muốt, mà vì nó nhắc cho anh ta nhớ đến ngay thảm cảnh mà Nguyệt phải chịu đựng ngay trong lúc anh ta cũng có mặt trên vùng trời đồng xoài. Anh ta nhìn kỹ khoảng sẹo nhăn nhúm kia và tưởng như nó là một thứ hình thể thu gọn của vùng đất đai bị cày xới, bị hung đốt trong phủ phàng thản nhiên của chiến tranh. Rồi anh ta thắc mắc, bức rứt như sẵn lòng để tin rằng chính mình đã bấm tay trên nút dây oan nghiệt cho đời Nguyệt. Dầu sao cũng là cái may lớn để ngày hôm nay và trong đêm nay anh ta có dịp đền bù lại những đổ vỡ đó. Không, anh ta không muốn làm tình với Nguyệt như một gã đàn ông sung sức gần gũi một người đàn bà chịu đựng. Anh ta muốn yêu Nguyệt bằng tất cả sự ấp ủ, tất cả sự nâng niu. Anh ta cúi xuống ôm nhẹ lấy khổ lưng nhỏ bé ấy để hôn lên vết sẹo, hôn lên một cách sùng kính, gần như một kẻ ngoan đạo hôn lên một bí tích thiêng liêng. Trong cơn say lơ mơ, Nguyệt chỉ thoáng hiểu được cử chỉ âu yếm đó, và cô cũng muốn tỏ ra biết ơn, hay nói cho đúng ra, tỏ rằng mình cũng biết lịch sự đối với anh ta đôi chút.
Thêm vào đó, Nguyệt cũng muốn né tránh mọi nhắc gợi đến kỷ niệm cũ. Nguyệt biết rằng việc nhắc gợi này vừa làm cho chàng trai kia đâm ra lưng khừng, đâm ra khổ sở không đâu như người bị ám ảnh dày vò, vừa làm cho mình tủi cực một cách thầm vô ích. Nguyệt vội cựa người để nằm trở lên như cũ. Do men rượu thúc đẩy, lúc này Nguyệt cũng muốn được chống lao vào những sự kích thích rõ rệt hơn, công hiệu hơn là cái hôn dài nhẹ đầy vẻ nâng niu thành kính kia. Hơn nữa, không một cô gái nào lại thích để cho người ta chú ý lâu đến vết sẹo của mình, dù là một thứ vết sẹo có nhiều ý nghĩa cũng vậy. Cử chỉ ấy của Nguyệt dầu sao cũng làm cho chàng trai hân hoan và phấn khởi thêm. Anh ta như được yên chí thêm, ở chỗ là mình đã tỏ hết mọi ý nghĩ của mình cho Nguyệt hiểu. Giờ nay Nguyệt đã hiểu nên mới bắt đầu lộ ra vẻ lả lơi rất đàn bà. Anh ta muốn vùi đầu trong tất cả sự mời mọc kia, nhưng khi nhìn xuống chiếc eo thon kia, anh ta lại chợt nhớ đến sự trong trắng của Nguyệt. Anh ta ngó lại chiếc đi văn chật hẹp, nhìn lại trang buồng dầu sao cũng là một buồng của khách sạn. Anh ta đâm ra bất nhẫn ngang. Rõ ràng là có một cái gì không ổn, có một cái gì phũ phàng thô kệch mà chính tay anh ta cũng không chịu đựng nổi. Chàng trai lắc nhẹ vai Nguyệt. Nguyệt không chịu mở mắt ra, mà chỉ nhừa nhựa ừ hử để chứng tỏ rằng mình vẫn thức một nửa. Chàng trai lắp bắp lên tiếng. Em nghe anh nói đây em. Nguyệt đập khẽ chân lên đi văng để tỏ ý bực mình. Anh ta hơi cuốn. Khó quá em à. Nguyệt nhăn nhó. Trời ơi, ông định hành tội tôi đến bao giờ nữa? Anh ta vội nói như để chiều ý Nguyệt. Tôi cũng muốn lắm, nhưng phần em có sao không? Nguyệt mở mắt ra nhíu mày. Có sao thì cũng phải xong một lần, bộ chuyện đó mới có lần đầu tiên trên quả đất này sao? Tôi đang lơ mơ, ông đừng bắt tôi phải chịu khổ hình là tỉnh lần trong lúc này. Tôi muốn bất kể mọi việc, ông không cố gắng nổi sao? Lạ thiệt. Tôi em quên rằng em như vậy, em còn trong trắng. Nó làm cho anh ta ngây ngất như một kẻ chợt lạc vào rừng cấm và được ngửi đến những hương vị lạ lùng của những loài hoa cỏ hoang dại nhất. Lúc này anh ta mới thấy cần phải hớp một ngụm rượu mạnh như để giữ cho được một sự thăng bằng nào đó, chứ nếu không anh ta sẽ bị ngất liệm luôn dưới mùi hương nồng hăng ấy. Anh ta vụt đứng lên. Nguyệt lại mở mắt ra sẵn sàng để trách móc cự nữ. Chàng trai đón biết ý Nguyệt và mỉm cười bí hiểm. Em đợi tôi một chút. Đi đâu nữa? Một cốc rượu mạnh. Nguyệt bật cười như đã say thêm. Tôi một ly nữa nghe. Anh ta làm mặt nghiêm. Em như thế cũng khá đủ rồi. Em có chuyện bây giờ tôi bắt đầu khó tánh. Tôi không muốn ôm ấp một cái xác tắm rượu. Tôi muốn để em thấy rằng rồi cuộc gần gũi của hai đứa mình cũng có chỗ lý thú. Ít ra cũng có còn chỗ đó phải không em? Nguyệt hơi hoảng, nhưng cũng ráng làm tỉnh để lấy giọng hớt hải hâm he. Phải, ít ra còn chỗ đó. Vậy mà ông cũng lâu lắc. Ông mà trễ một lần nữa là tôi cho ông đợi đến 5-10 năm nữa đa. Chàng trai được cởi mở hết mọi ấm ảnh, thắc mắc, cười hồn nhiên. Nguyệt nhìn lại anh ta và yên tâm lại đôi chút khi nhận thấy vẻ trẻ thơ của con người cao lớn ấy. Anh ta có vẻ hí hửng của một đứa trẻ khoe khoang một điều tài giỏi gì của mình. Anh ta bước mạnh lại tủ lạnh, lôi ra một chai rượu mạnh, kề răng cắn lấy nút giật ra. Nước chai thoát khỏi miệng thủy tinh gây thành một tiếng động gọn ấm. Nguyệt liếc dừng về phía ấy và hơi ghê ghê trong người. Rồi tiếng nước rượu chảy ọc ọc vào ly, càng làm cho tất cả có thêm vẻ hung bạo. Nguyệt dục ngồi nhổm dậy để nhìn sững về phía ấy. Chàng trai ngừng tay để nheo mắt, nửa như cười tình, nửa như ngắm tấm thân trơ trọi của Nguyệt. Nguyệt quýnh quýu cựa mình, môi mấp máy như muốn kêu anh ta hãy đổ bỏ ly rượu mạnh kia. Chàng trai hất hàm. Em cũng muốn uống. Nguyệt lắc đầu lia lịa. Không, mà ông nên uống ít thôi. Chàng trai cười. Cố nhiên, lúc này mà sai mềm là một điều phí phạm ghê gớm. Ngày mai, ngày mốt, em đâu còn như thế này nữa. Anh ta nhìn quanh gian phòng nô nức kêu lên. Trời ơi, lúc này thôi muốn sao cho gian phòng này có đầy hoa. Tôi muốn sao em mặc một chiếc áo dài lê thê toàn bằng hàn chắn. Tôi muốn bế em trên tay để đi từ dưới cầu thang lên đến trên này. Nguyệt ngơ ngác rồi ngập ngừng. Cố nhiên tôi thích, nhưng bây giờ thì em muốn như vậy.
Đó là một thiệt hại lớn cho tôi. Nguyệt cười lại được trước lời ta tháng ngộ nghĩnh ấy. Nguyệt để ý đến ánh mắt xanh lạ lùng và non dài, đến ánh sáng long lanh của cốc thủy tinh, và tưởng chừng như còn thấy được rõ màu hổ phách của rượu. Như nhớ trực điều gì, chàng trai vội bước lại giường ngủ đặt khuất bên trong. Nguyệt chưa hiểu anh ta định làm gì, có ý gọi mình vào trong ấy chăng? Nguyệt cau mày tự nhủ trước là mình sẽ nằm lì lại đi văn. Không biết sao kỳ vậy, Nguyệt đâm ra e ngại chiếc giường rộng thênh thang kia và chỉ muốn ở lại chiếc đi văn chật hẹp này. Có lẽ với nó, Nguyệt sẽ được yên tâm hơn. Nguyệt vốn ngại mọi cái gì lớn rộng trong lúc này. Có tiếng lạch cạch từ góc giường ấy, và chỉ trong một thoáng sau, một điệu nhạc dịu dặt nổi lên. Nguyệt thở ra khoan khoái. Nguyệt thích nghe điệu nhạc nho nhỏ ấy trong lúc này. Cô muốn mình không còn là Nguyệt một chút xíu nào nữa, mà là một nhân vật nào đó trong một cảnh phim nào đó. Nhạc, rượu, trong một gian phòng đủ tiện nghi. Đó là một lối quên đời dễ chịu nhất, và đó cũng là một thứ tiện nghi cuối cùng của một kẻ tuyệt vọng giàu hạng sang như Nguyệt. Nguyệt quỳ gối lên nệm đi văn, đầu hơi ngoẹo đi để lắng nghe tiếng nhạc gần như mơ hồ ấy. Chàng trai quay lại, nín thở nhìn mái tóc đen dài xõa vẹt bên bờ vai trắng và hơi gầy ấy. Anh ta thích mớ tóc dài đen ấy đi đôi với bờ vai gầy. Tất cả càng thêm có vẻ thanh khiết của một người trinh nữ và có vẻ kỳ bí của Á Đông. Một sự kỳ bí ấy vẫn làm cho anh ta ngây ngất và thích thú, vì khó khăn lắm mới tìm hiểu nó nổi trong đôi ba phần. Và mỗi lúc nó mỗi thêm mới mẻ dưới một bề ngoài êm đềm xưa cũ. Chàng trai rụt rè bước lại, tay buông thõng xuống để cho rượu thoát chảy ra khỏi ly nghiêng dốc xuống. Lúc này quả thiệt anh không cần phải uống thêm một giọt rượu nào hết. Chất nhạc mỗi lúc mỗi quyện lấy không khí trong căn phòng như một thứ khói, như chất ma túy được đốt lên. Chàng trai bước thật chậm như dè sẻn khoảng cách kỳ diệu hãy còn phân chia giữa hai người. Nhưng rồi khoảng cách ấy cũng được tiêu pha gần hết. Anh ta đã đứng sát gần bên thành đi văn. Chai rượu mạnh và chiếc ly không hẹn nhau tuột êm khỏi bàn tay buông xỏa của anh và rơi thành một tiếng vui tai trên nền gạch bông. Anh ta mấp máy môi. Em. Mắt Nguyệt thoáng có được một ánh long lanh qua đôi mi trìu mến. Chợt một ánh sáng dữ dội lòe lên, tiếp theo là tiếng nổ kinh hồn, một tràng tiếng loảng xoảng như trăm ngàn ly cốc bị hất mạnh. Chàng trai kia bật ngửa ra phía sau thét lên một tiếng kinh hãi. Nguyệt ập người lên thành đi văn, mắt luôn vào đó với đôi tay buông hất ra trước và không còn hay biết sự gì đã xảy ra. Đèn điện trong phòng và trong cả khách sạn vụt tắt. Chàng trai vụt tỉnh, lắc đầu và biết rõ là mặt mình đẫm máu. Anh ta cũng biết rõ là mìn vừa nổ trước khách sạn. Anh ta lo cuống cuồng vì không nghe Nguyệt kêu la chi hết. Dường như cô ta mất biến theo tiếng nổ. Anh muốn đứng dậy nhưng không đủ sức. Anh ta lật đật và run rẩy móc chiếc bật lửa ra và bật lên, rồi bò vòng ra phía trước. Anh ta dựa người vào đi văn, giơ bật lửa lên rọi. Tấm lưng trắng cô Nguyệt nằm dắt lên thành ghế dài. Anh ta chớp mắt để cho những dòng máu từ trán có thể chảy vẹt qua một bên và để anh ta có thể trông thấy rõ hơn. Anh ta nhận ra ngay vết sẹo trên lưng Nguyệt. Vết sẹo ấy giờ đây đã loét và bầy nhầy thêm, rộng ra. Một miếng mìn đã rạch xoáy lên đó để xóa bỏ vết sẹo đồng xoài của Nguyệt, và lần này xóa luôn một kiếp sống. Anh ta vói tay định sờ lên đó, nhưng rồi té ạch xuống. Chiếc bật lửa văng rơi tắt phục. Anh ta vừa mệt mỏi ghê gớm mà cũng vừa cảm thấy lòng mình như vơi nhẹ một cái gì. Anh ta mới chợt nghe những tiếng xe hơi chạy rộn, tiếng còi cấp cứu rú lên. Anh ta cố ngoái đầu về phía mặt tiền của gian phòng. Lớp cửa kính rộng đã vỡ toang, và giờ đây muôn ngàn âm thanh hỗn tạp của bên ngoài đời tha hồ tràn xô vào. Tiếng trực thăng bay, tiếng xe chạy, tiếng còi ré, tiếng giày đinh, tiếng quát tháo, việc có, và tiếng mẹ đẻ của anh ta cũng có. Tiếng kêu la thảm khốc và đôi phát súng lục xa xa. Những âm thanh của một xã hội, của một cuộc chiến tranh. Chàng trai cố nhìn khu cửa kính đổ nát và gục xuống luôn. Ngày 10 tháng 9 năm 1966. Hết chuyện.